Đây là bài viết Tôi thích ở một mình vì tôi yêu quý loài người. Thật đấy! Của tác giả Giấy. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Ở đời có 3 loại người. Từ kinh nghiệm thực tiễn của một kẻ bình dân có vốn tư duy ít ỏi như tôi, thì ở đời nhìn chung có 3 loại người. Loại thứ nhất là những kẻ thèm người, không có người là không chịu được. Loại thứ hai là những người không thích giao du với cuộc đời, phong tỏa nên một thế giới của riêng mình, không cho ai khác bén mảng. Thường thì sẽ có một lý do sâu xa nào dẫn đến sự bất cần ấy. Loại thứ ba là những người bị nhầm với loại thứ hai. Đặc điểm nhận diện của loại ba tương đối giống với loại hai, đó là họ thích ở một mình. Nói đúng hơn là những người thuộc loại thứ ba thì họ cảm thấy rất ổn khi ở một mình. Ở một mình, ăn một mình, lòng vòng phố một mình, xem phim một mình, cà phê một mình. Nhưng mà khác ở chỗ, không như loại 2, họ không chán ghét hay là cảm thấy cô độc giữa cõi người gì cả. Chỉ đơn giản là họ đang tập sống tốt với con người. Con người ở đây bao gồm người khác và chính bản thân mình. Ồ đấy, bản thân mình thì không phải là người à? Sống được với mình cái đã. Có người bạn của tôi nói, làm gì thì làm, chứ đi ăn với đi xem phim không đi một mình được, nó cứ kỳ kỳ sao á. Tôi tạm xếp người bạn này vào loại thứ nhất. Có nhiều lý do để một người thuộc loại thứ nhất luôn cần ai đó đồng hành. Họ sợ kỳ khi đi một mình. Họ sợ buồn, họ sợ chán, họ sợ cô đơn, họ sợ người ta nghĩ mình cô đơn, vân vân. Họ luôn chừa ra một khoảng trống cần ai đó lấp đầy. Thực sự thì có những người như vậy không thể nào yên ổn với chính mình mà luôn cần một ai đó. Vì cần nên họ luôn nhận thay vì cho đi. Lấy gì mà cho, trong khi chính mình còn không có. Mình không chăm sóc được mình thì chăm sóc được ai? Mình không an ủi được mình thì an ủi được ai? Mình không làm vui được mình thì làm vui được ai? Còn loại người thứ ba, họ sẵn sàng đi xem phim một mình nếu không tìm được một người cùng gu, ung dung đi đánh chén một mình nếu không có ai hợp khẩu vị. Phim vẫn hay và thức ăn vẫn ngon, họ thấy ổn, hoàn toàn ổn, không thiếu thốn chi cả. Không có một khoảng trống nào cần lấp đầy cả. Họ thấy đủ với chính mình, dung hòa được mối quan hệ với bản thân rồi thì những kết nối với người khác mới vô tư và ở thế cân bằng. Không có anh thì tôi vẫn sống tốt, tôi muốn đồng hành cùng anh chỉ vì tôi quý anh. Nếu một người thuộc loại thứ ba tìm đến bạn, nghĩa là họ muốn dành thời gian cho bạn, họ yêu quý bạn, chứ không phải họ sợ bị kỳ, sợ buồn hay cô đơn như loại thứ nhất. Vậy tính ra, chẳng phải họ là những người giàu tình cảm nhất hay sao? Ừ rồi, biết rồi, thế giờ gọi họ là gì đây? Cứ loại này loại kia điên hết cả đầu. Loại thứ nhất là người thèm người. Loại thứ hai là người chán người. Còn loại thứ ba gọi là người đơn độc nhé. Chúa Giêsu từng nói, phúc thay cho người đơn độc, họ sẽ tìm được miền cực lạc, vì họ đến từ đó nên họ sẽ quay trở lại đó. Osho thì nói, ai là người đơn độc? Nếu anh ta sống giữa đám đông, anh ta sẽ vui. Nhưng nếu anh ta sống ẩn dật trong một hang động, thì anh ta cũng vẫn vui, vì anh ta đã học được cách sống với chính mình, vui với chính mình. Theo hệ thống phân loại ở đầu bài, thì người đơn độc ở đây chính là loại người thứ ba. Nếu như loại người thứ nhất chỉ thích có người khác ở bên, loại người thứ hai lại tôn thờ chính mình, thì loại người thứ ba có cách yêu con người toàn diện nhất, yêu mình và yêu thế giới. Thế nên nếu thấy ai đó cứ thích loay hoay lúi húi một mình, đừng vội kết luận họ mắc chứng kỳ thị loài người nhé. Biết đâu bạn đang vớ được một tâm hồn quá chừng là rộng mở và trìu mến ấy chứ. Người viết bài cũng rất trìu mến, thật đấy. Bài viết này đến đây là hết rồi, thế còn các bạn thì sao? Các bạn là người thèm người, người chán người hay là người đơn độc? Hãy comment cho chúng mình biết nhé. Và cũng đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!